Chào các bạn, cây lược vàng là một loại cây mộc hoang. Không những thế, nó còn được trồng phổ biến để làm cảnh và rất đổi quen thuộc với người dân Việt Nam. Mặc dù nó được trồng nhiều nhưng ít người biết hết về công dụng của nó. Để hiểu thêm về cây lược vàng thì hôm nay Thảo Dược Thanh Bình xin giới thiệu về cây lược vàng qua video sau đây. Cây có nguồn gốc từ Mexico, sau đó di thực sang Nga và đến nước Việt Nam. Cây được trồng nhiều và phổ biến trên cả nước ta. Ban đầu cây lược vàng chỉ được sử dụng để làm cảnh, sau đó mới được sử dụng để làm thuốc. Bộ phận dùng làm thuốc là tàn cây. Một số công dụng của cây lược vàng. Cây lược vàng có một số hoạt chất như lanovoic, steroid, lipid, axit hữu cơ, axit béo, vitamin và các nguyên tố phi lượng. Theo nghiên cứu khoa học thì chất lanovoic có vai trò như vitamin B, có công dụng làm mềm mạch máu và tăng tác dụng của vitamin C. Ngoài ra, nhờ những hoạt chất trên mà cây lược vàng có tác dụng giảm đau, an thần, kháng viêm, hoạt huyết, được dùng để điều trị vết bỏng, làm lành vết thương, vết bầm tím. Cây lược vàng giúp cầm máu, thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, hóa đàm, nhiễm phế, làm liền sẹo, tăng cường đào thải nước tiểu. Một số bài thuốc về cây lược vàng. 1. Điều trị mẩn ngứa. Lá lược vàng rửa sạch, nhai nuốt nước, còn bã lấy trà sát vào chỗ mẩn ngứa. 2. Hỗ trợ điều trị tiểu đường. Lấy khoảng 2 lá lược vàng rửa sạch, vắt lấy nước uống. Dùng bài thuốc mỗi ngày 3 lần và sử dụng liên tục trong vòng 2 tuần, sau đó nghỉ 1 tuần rồi tiếp tục với liệu trình mới. 3. Điều trị bẫy nến. Mỗi ngày bạn dùng khoảng 6 lá lược vàng giả nhuyễn, vắt lấy nước cốt, chia làm 3 lần uống trước bữa ăn khoảng 20 phút. Kiên trì làm như vậy, uống để thấy hiệu nghiệm sớm nhất. Để hiểu thêm về cây lược vàng cũng như cây thuốc khác, bạn có thể vào website của Thảo Dược Thanh Bình ở phần xem thêm. Trên màn hình là sản phẩm cây lược vàng tươi và khô của công ty Thảo Dược Thanh Bình. Sản phẩm khô được đóng gói gọn gàng, sạch sẽ. Trên bao bì còn có hướng dẫn sử dụng. Nếu bạn quan tâm sản phẩm, cây lược vàng có thể gọi ngay hotline trên màn hình để được tư vấn miễn phí hoặc đặt mua sản phẩm. Cảm ơn bạn đã xem video này. Nếu thấy hay, bổ ích, hãy like và share cho chúng tôi nhé.